lên cho anh em cục máy Super Team 100 đời 2/10, cực đẹp nha anh em. Tình trạng máy là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ, bao im, bao không dụng hú nha. Máy này full đủ đồ, mình bán giá là 8.3 triệu nha anh em, bao gồm là giò đạp, giò số, full dàn điện sườn. Full dàn điện sườn là mô bin sườn, IC, chớp, sạc, cốc đời đầy đủ nha. Bình xăng con, mô e, nắp cá, cục máy nha. Máy này là máy đời 2/10, nguyên zin, cực đẹp, sơn xi zin toàn bộ. Rất là đẹp nha anh em, nguyên bản, chưa vệ sinh. Ba anh em là máy zin nguyên bản, chưa rớt đầu nồi, chưa chạm. Bao thì thợ test. Con này mở đầu là HVN41 nha anh em. Thằng con còn xinh lè luôn. Full, lóc đẹp luôn. Lóc đẹp nha anh em, lóc đẹp không mẫu luôn. Con này giá mình bán là 8.3 triệu cho con máy này 2/10. Đầu nồi bít nha, cốt trong tải là bao bíp luôn. Máy đẹp, bíp, tiễn, đúng máy Super Team. Máy Super Team nè nè, mẫu số 2 giây. Máy Super Team thì anh em biết rồi, máy nó chất lắm, chạy rất là ok, chuẩn im nha. Rồi con này mình bán giá 8.3 triệu, bao anh em thầy thợ test, đúng máy zin nguyên bản, chưa rớt đầu nồi, bao nổ, bao im, bao không dập hú, bao không khối. 8.3 triệu nha anh em, full đủ đồ.